Chào mừng cả nhà đã đến với kênh nấu ăn con gái của mẹ. Ngày hôm nay cuối tuần rồi, mình sẽ nấu cà ri vịt nha cả nhà. Mình mời cả nhà vào bếp với mình. Sáng mẹ mua con vịt ngon lắm, nó còn 2,8 nè. Nên mẹ quyết định là nấu cà ri vịt nha con, cả nhà mình ăn. Thì đây là khoai lang, khoai môn, nhưng mà mẹ đã gọt sẵn rồi. Thì gia vị đi kèm là sả đập dập, gừng, tỏi, cái củ hành mẹ lâm nhuyễn rồi ha. Mình nấu là phải có nước cốt dừa nha con, với sữa tươi. Thì gia vị nêm là muối, đường, bột ngọt với dầu. Mà nấu cà ri là phải có bịch cà ri nha con. Rồi bây giờ con bắt bếp chiên khoai đi, mẹ đi làm vịt nha. Nhớ gừng này nha con, với muối nha. Bát lên mình con vịt cho đều nha, để nó không có hôi lông nha. Vịt ta làm thì sạch lắm, ta chà rồi. Nhưng mà giờ mình cứ chà lại. Nhớ sát hết người nha, để nấu mà hôi vịt, hôi lông nghe cái mùi ăn cũng không ngon con nha. Làm xong mình có mổ vịt ra nha, vịt to lắm, thịt không. Bào gọt xong rồi con ha, con bỏ miếng bột nghệ của mình đó, con ướp vô cho nó khoai nó có màu đặng chiên nha. Rồi con xóc lửa lên, chiên khoai đi mẹ ướp. Bây giờ ướp thịt nha con, à, thịt là mẹ cắt chặt rồi nè, rửa sạch chặt rồi ha, rất là ngon. Thì con bỏ vô đây miếng gừng nè, tỏi nè, hành tím nè, con chườn lại miếng để hơi con kèo nha. Đây này là bột cà ri nè con nha, bỏ hết vô luôn ớt nha. Rồi cho đây nửa muỗng muối nha con. Hai muỗng đường cà ri nấu phải ngọt nha. Nửa muỗng bột nêm, nửa muỗng bột ngọt nha con. Rồi con trộn đều lên, con ướp đi. Trong thời gian ướp thịt thì con qua con chiên khoai ha. Khoai cho nó vàng á nha, cho nó hơi vàng vàng để cho khoai nó cũng là được gần chín á con. Rồi con nấu vậy nó mới không có rã nha. Cái nấu cà ri mà khoai rã là không có ngon nha. Chiên khoai xong rồi bắt đầu mình bắt thịt lên kèo là nóng luôn con. Con khoai vàng rồi nè con thấy không, con gấp ra ha. Vậy là nóng mới ngon nha con. Còn mấy miếng bỏ vô chiên luôn à. Dầu của mình chiên khoai này mình bỏ qua. Rồi con bỏ sả nè, gừng nè,
củ hành luôn nha, không bỏ hết đi, con kèo cho cơm. Đợi vàng nha con, rồi mới bỏ thịt chứ nha. Xong rồi con ha, giờ bỏ vô kèo thịt cho săn rồi mới đổ nước dảo vô nha con. Thịt phải săn mới được nha. Ngon ghê hả con. Thịt săn rồi đó, bây giờ con đổ nước dảo vô nha. Con nhớ phải để thịt săn mới ngon nha. Nước dảo mẹ tráng cái thau mà mình ướp thịt đó. Con để khi nào mà con thấy thịt nó gần mềm á thì con mới bỏ khoai vô nha, tại vì khoai mình đã chiên rồi nghe con. Rồi bây giờ con thịt nó đã hơi gần mềm rồi con ha, sôi lắm rồi, giờ con bỏ khoai vô ha. 10 phút sau nữa là con bỏ nước cốt dừa với sữa nữa là xong nghe con. Phút nữa là tại vì khoai mình chiên rồi nên nó sẽ chín nha, nó chín một lượt với thịt luôn. Khoai lang nó nhỏ nhỏ nên để y củ không sắc. Rồi được rồi, còn 10 phút nữa rồi mình bỏ nước cốt dừa vô. Rồi. Ngon quá con ha, bây giờ để mẹ niêm lại nha. Thêm miếng đường nữa con. Giờ nêm lại nghe con. Giờ bỏ 2 muỗng đường, tại vì cà ri là phải ngọt nghe con. Chứ nếu mà không ngọt thì không ngon nha. Phải ngọt theo cà ri nghe con. Chứ không phải ngọt như chè, mẹ nói cái con hốt con nêm như chè đó thì. Rồi, ngon, để mẹ đổ nước dừa đổ vô nha con. Nước dừa không cũng không ngon. Con phải xài sữa tươi mới ngon nha. Rồi, mẹ xài một bình sữa tươi không đường. Rồi để sôi là được con dọn đi. Cả nhà ơi, nồi cà ri mình nấu xong rồi cả nhà. Rất là ngon, ngon lắm cả nhà ơi. Giờ mình múc ra mình mời cả nhà dùng với gia đình mình nha. Ngon lắm.
khoai vẫn còn y cũ, không có bị bể. Thịt mềm mình ăn với muối ớt nha cả nhà. Nếu ai thích ăn chua thì ngặn vô miếng chanh nữa để mình chấm với muối ớt thì ăn quên thôi. Chấp nhận lên cân luôn cả nhà nha. Cà ri vịt mình đã nấu xong rồi cả nhà. Nếu cả nhà ăn với bún thì cũng rất ngon, ăn bánh mì cũng ngon, mà ăn cơm thì cũng ngon nữa. Ngày hôm nay mình mời cả nhà ăn cà ri vịt với bánh mì, ăn chấm với muối ớt cùng gia đình mình nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy yêu thích kênh nấu ăn của mẹ và con gái thì hãy like và đăng ký giúp mình nha. Mình mời cả nhà dùng bữa. Chúc cả nhà ngon miệng, nhiều sức khỏe. Mình chào cả nhà.